Dù cách trung tâm huyện không xa, nhưng thôn Khuôn Thần, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lại được ví như một ốc đảo. Và thuyền là phương tiện gần như duy nhất để đến được khu vực này. Những ngày mưa gió này, học sinh tại xã phải tự mình chèo thuyền đến trường. Hồ Khuôn Thần rất rộng và sâu, tính mạng của các em có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Đây là công việc đã trở nên quá quen thuộc với em Hoàng Bích Mơ từ nhiều năm nay. Nhìn những hình ảnh này, ít người nghĩ cô bé này mới chỉ là học sinh lớp 4. Dù biết là nguy hiểm, nhưng đây gần như là cách duy nhất đưa các em đến với cái chữ. Dạ, em biết chèo thuyền từ lớp 2. Ai dạy em chèo thuyền? Dạ, bố em. Dạ. Khi mà chèo thuyền ở trên hồ như này thì em có thấy sợ không? Có sợ. Vì sao? Vì em chưa biết bơi ạ. Thế tại sao em không mặc áo phao vào? Bố em chưa mua cho áo phao. Đến trường mà phải ngồi trên thuyền như này cùng với các bạn như này thì em có thấy sợ không? Dạ có ạ. Vì sao? Vì em biết bơi nhưng rơi xuống bị trượt rút, em không bơi được. Nhiều bậc phụ huynh tỏ ra rất lo lắng cho an toàn của con em mình. Nhưng với họ, chẳng còn giải pháp nào tốt hơn việc để chúng tự chèo thuyền đến trường. Để các cháu đi thuyền là nguy hiểm lắm. Ở nhà, cứ trời mưa to ấy thì người cha, người mẹ ở nhà là rất lo. Lo cho các con đi học thì không an toàn, lo lắm. Sao mình không đưa các cháu đến trường, mình chèo thuyền đưa các cháu đến trường? Chèo nhưng mà mình thì cũng không đưa được mãi, bởi vì trong này nông thôn, trong này khó khăn lắm. Chèo ra đến kia thì hết buổi rồi. Quay đi quay lại thì hết buổi là không làm được cái gì. Anh em chúng tôi sẽ đưa thuyền lớn này đến tận nhà, đón các em đến tận lớp. Sau đó là lại đưa các em nó về tận thuyền, tận nhà bằng thuyền máy này. Thế còn cái trường hợp mà các em tự chèo thì có phổ biến không? Các em tự chèo thì phần lớn là khi lớn rồi các em đi học cấp 2 trở lên. Chứ ở tiểu học này thì cũng có một số em nó, ví dụ bố mẹ đi nương mà chưa về thì các em nó vẫn đi thuyền được. Ví dụ như hôm nay đấy, các anh thấy có một vài thuyền các em ở rất xa mà vẫn đi thuyền. Chính quyền địa phương thì chưa có giải pháp nào hiệu quả hơn việc loay hoay với các khẩu hiệu tuyên truyền. Bằng cái việc mà tuyên truyền cho các thầy cô giáo rồi các bậc phụ huynh phải nhận thức được cái vấn đề đảm bảo an toàn cho các cháu. Đặc biệt là về các lứa tuổi các cháu chưa đảm bảo để có thể mà tự xử lý mà khi có cái tình huống bất an toàn xảy ra. Cho nên là nếu có cái tình trạng đó thì chúng tôi sẽ kiểm tra và sẽ chấm dứt. Một ngày mới lại bắt đầu. Một con đường đến trường theo đúng nghĩa đen với Hoàng Bích Mơ và các bạn có lẽ vẫn chỉ là ước mơ.